Vợ Lý Hải công khai hẹn hò với trai trẻ, danh tính khiến nhiều người bất ngờ. Công khai đăng hẹn hò với trai lạ, bả xã Lý Hải khiến dân tình không nhịn được cười. Nói đến gia đình đông con trong showbiz Việt, khán giả nhớ ngay đến gia đình Lý Hải Minh Hà. Đây là gia đình sau việc nhận về nhiều sự ngưỡng mộ trong cách nuôi dạy con. Là gia đình kiểu mẫu nhiều bạn trẻ hướng tới vợ chồng Lý Hải Minh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ với khối tài sản kết xù. Không chỉ vậy, còn khiến netizen không ít lần tan chảy, khi dù đã kết hôn hơn 10 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất ngọt ngào. Mới đây, trên kênh TikTok của gia đình, bà xã Lý Hải bất ngờ khoe khoảnh khắc đi ăn cùng trai trẻ khiến dân tình xôn xao. Theo đó, Minh Hà mặc đầm hai dây rất trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp và nói, hôm nay mình đi hẹn hò với trai trẻ nha. Thế nhưng sau khi xoay camera, Dân tình đã không nhịn được cười khi danh tính trai trẻ mà Minh Hà nhắc đến chẳng đâu xa lạ mà đó là Lý Hải. Hóa ra nam đạo diễn đã diện trang phục trẻ trung. Khiến dân tình bất ngờ, đạo diễn series phim lật mặt cũng nhận được vô số lời khen khi bất chấp thời gian trôi qua, diện mạo vẫn không thay đổi gì nhiều, thậm chí còn trẻ trung hơn. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng bốn nhóc tỳ đáng yêu gồm Rio, Nguyễn Hạo Nhiên, Cherry, Nguyễn Hà Hải Mi, Sunny. Nguyễn Tuệ Minh và Mio, Nguyễn Phi Phong. Cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con đầu hiện đại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.